Con khoan bê tông chân D20 của Dexton đã về hàng lại rồi nha các bác, sau bao ngày chờ đợi. Và video ngày hôm nay thì em sẽ nói chi tiết hơn về con bê tông này cho anh em tham khảo nha. Máy sẽ có 3 chức năng chính là khoan thường, khoan có búa và đục. Và thông số của hãng đưa ra, con này có lực lên tới là 2,6 joule, tốc độ không tải là 1400 vòng/phút và tốc độ búa gõ là 4500 nhịp/phút. Hãng Dexton thì báo là con này khoan được tới mũi 26 đối với tường và bê tông cơ. Thì bây giờ em sẽ test thử qua cho anh em xem nhé. Vừa rồi thì em đã test qua con RH2603 này cho anh em xem. Theo đánh giá cá nhân của em thì con này khoan có tốc độ cao nên là anh em khoan tường bê tông rất nhanh nha. Và công nhận là máy cũng khỏe đấy. Tuy nhiên thì về vấn đề 2,6 jun để đục thì hãng đưa ra thông số như vậy thì hoàn toàn là không chính xác. Tại vì em test thử thì nó chỉ tầm khoảng cỡ đâu đấy loanh quanh 2 jun đổ về thôi. Và tiếng máy thì nó sẽ nghe hơi khó chịu một chút, nhưng mà không sao, con này khoan rất nhanh nha. Bù lại thì nó lại có một mức giá rất là dễ chịu. Thân máy chỉ có 1.550.000. Nếu mà anh em chưa có pin sạc thì có thể mua một thân máy một pin 4A Dexton như thế này và một sạc nữa, giá loanh quanh chỉ tầm khoảng hơn 2 triệu đồng một chút thôi. Và đặc biệt nữa là nếu mà anh em nào đã có pin sạc của Daewon rồi thì anh em có thể tận dụng pin Daewon để dùng thôi nhá. Nó sẽ vừa với chân Daewon 18-20V và anh em chỉ cần mua thân máy để sử dụng.